Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu LUM Glory, một khẩu súng sniper có giảm thanh. Nó khá là giống với lại 3Z Reformer bởi cái đặc điểm là giảm thanh thôi. Còn những cái thứ khác thì nó khác nhau rất là nhiều. Cái dòng 3Z với lại dòng AEW thì nó đã khác nhau rồi. Tại vì cái dòng 3Z mình cảm giác bắn nó thiên về chuẩn xác hơn. Các bạn cần phải vẫy chính xác, còn dòng AEW thì các bạn vẫy linh tinh cũng trúng. Ôi, cảm giác vẫy linh tinh thì nó trúng nhiều hơn đấy. Hình như là khẩu AEW đạn nó ra nhanh hơn 3Z. Tại vì mình bắt người khá là nhanh với lại khẩu AEW này. Úi dồi, tầm 3 tiết này. Đây rồi, 3 thằng luôn. Cái gì đây? Một bé này. Double kill. Triple kill. Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Anh ấy vẫn còn đang trong mơ. Thì đéo nào mình lại ăn được ba mạng một lúc. Ngu, núp óc chó. What the fuck? Nó chửi ai vậy? Ở chắc là nó chửi ba thằng kia. Thế đấy nào. Ra cam cửa B. Vâng, bị một thằng cầm lục nó giết. À, mình nghe tiếng bước chân trên cao à. Úi dồi, tôi xong rồi. Mình cứ tưởng nó chạy bên kia cơ. Mình tính qua bên này móc. Thế đấy nào nó lại đi bên này. Chán thế. Úi dồi ôi, thì anh em bị thông từ đít, thông lên, cạn lời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn hình của 2002 Hiền. Vâng, bạn này chắc là bạn Hiền, xin 2002. Không biết là có đẹp gái không? Chắc chắn là đẹp rồi. Ok, rất là đẹp gái luôn. Bắt người rất là chính xác. Có đeo tai nghe, rất tốt. Rồi, tạch luôn. Thím hành, úi dồi ôi. Bạn clan Google level 96 lại thua thanh niên sinh năm 2K2. Vâng, level có 6x thôi. Cạn lời. Vâng, người ta bắn người ta quá là khinh người. Tại vì những người mà level thấp thì bắn rất là gà. Vâng, chúng ta không nên khinh người. Không phải khinh người, nhưng những... Ơ kìa. Cho nó ăn quả bom đi. Cho nó chất. Bùm. Ai. Một bé. Rồi. Hình như là có thằng chết ở dưới khu vực hầm B. Mình sẽ đứng đây bắt. Lao lên đây bạn này. Chờ lâu nhỉ. Úi dồi ôi, không mất công chờ đợi. TL nữ đại hiệp, cảm ơn vì một kill của bạn nha. Rồi, ở trên hẻm A. Cũng chết luôn rồi. Trên hẻm A đã bị thanh niên mít được tường. Bắn chết. Thanh niên clan Google, level 96, 69. Ghê quá à. Vào A đặt bom đi bạn ơi. Đứng đấy làm cái gì nữa? Rồi mình phải chát chữ bom đi để cho nó vào đặt bom. Mình sẽ ra bên này chết xem nó còn ở bên B không. Đấy, cứ đứng đây kênh là tuyệt vời. Úi dồi ôi, bị bắn chết rồi. Cái gì đây? Mấy thanh niên ngáo ngơ vãi xoài. Tôi cũng công nhận là những level thấp thì nó thường là ngáo ngơ thật. Cũng phải công nhận là như thế. Nhưng chúng ta cũng không nên quá khinh thường. Tại vì đối với những thanh niên level thấp thì cũng có thằng gà, cũng có thằng hay. Đấy, nó bắn, có thằng nó bắn cũng rất là hay. Bắn cũng có tính chiến thuật. Vâng, C4 thì chúng ta thiên về chiến thuật hơn thay vì kỹ năng. Nhưng kỹ năng cũng chiếm một phần ưu thế. Tại vì đi lẻ ấy, thì kỹ năng cần phải cao cơ. Thì chúng ta mới đi lẻ được. Còn đi team ý, thì chúng ta nên thiên về chiến thuật. Tại vì ai cũng bắn hay rồi. Thì chúng ta cần phải có chiến thuật cao. Úi dồi ôi, không để ý. Cái quả đấy mình cứ tưởng là không có ai mình đi ra ấy. Mình không có tính kiên nhẫn. Cái quả kênh hầm B là mình kiên nhẫn lắm rồi đấy. Mình đợi mắc lâu ấy. Mình mới bắt được người.
Chứ thực sự bình thường mình ít khi kiên nhẫn lắm. Mình canh một hồi xong mình chạy ra không à. Còn người ta canh lâu ấy, người ta sẽ bắt được. Đấy, như cái quả mình canh những cái canh hầm ấy. Mình quyết tâm là canh cho bằng được thì nó sẽ ra thôi. Bom rơi hầm B. Vâng, bạn Hiền đã kill được một người, headshot. Vâng, bạn ấy đi vào luôn. Vâng, cho mình sẽ đi theo. Có gì đi đâu cũng phải có anh em. Rồi bạn ấy lại kill thêm được người. Ghê thật đi. Vâng, bạn này bắn rất là ghê. Vâng, cầm dao găm ra chém chém các kiểu luôn. Rồi. Úi dồi, bắn cái gì thế này? Úi dồi, vậy không trúng kìa. Rồi, thôi xong rồi. Ở dưới hầm bạn ấy. Hay lắm. Một quả móc từ phía sau. Móc đít. Thông đít là nghề của Mr. Tướng. Ghê thật đi. Cái quả đấy nó cam mình mà. Móc đít là điều rất là dễ dàng. 3-0 rồi. Chắc trận này thắng khá là dễ thôi. Thì mình lộ diện những nhân vật bắn rất là hay. Rồi. Úi dồi. Boy chỉ snip chết hai người một lúc kìa. Vãi xoài. À, trên hẻm ma có này, có cung. Lại giết thêm một người hay sao ấy. Rất là ghê. Úi dồi, thôi xong rồi. Mình bật tâm hơi bị muộn. À, mình di chuyển hơi bị lệch một tí. Quả đấy mà di chuyển vào thấy nó snip luôn là ăn được ấy. Tiếc thế. Vâng, thanh niên level 96 clan Google rất là ghê. Mình phải quyết tâm bắt được cái thằng đấy. Đậu xây, tự dưng ăn một quả cung mắc xàm. Mình sẽ đi lên khu vực cao A, cao hẻm A. Bắt nó. Đây rồi. Lách ra. À, thanh niên lấp ló. Hay lắm. Úi dồi, tường bom kìa. Bắn nhau lại tương bom. Hư cấu. Tương bom này. Thấy chưa? We'll be right back.